Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Bản tin số 60 ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một số các thông tin tin tức đáng chú ý vừa mới diễn ra trong những ngày vừa qua. Báo quốc tế nói gì về việc VinFast đưa xe điện tham gia sự kiện Los Angeles Auto Show và thị trường quốc tế? VinFast và tập đoàn điện lực hàng đầu của Pháp EDF ký kết bản ghi nhớ hợp tác lắp đặt trạm sạc điện tại Pháp. Total Ray chính thức ra mắt với mức giá bán lẻ là 527 triệu đồng. Trước tiên để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. VinFast đang được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích toàn cầu với việc tham dự triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 và việc ra mắt ô tô điện tại thị trường quốc tế. Với sản phẩm khác biệt, hãng xe Việt được giới chuyên gia quốc tế tin tưởng rằng sẽ cạnh tranh sòng phẳng được với những ông lớn trên thị trường khó tính bậc nhất như ở Mỹ. Một nhà báo gạo cội của một trang tin nổi tiếng chuyên về lĩnh vực ô tô tại Australia, The Driven, cho hay, nói về hành trình phấn khích 4 năm qua của VinFast kể từ khi hãng xe Việt khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất ô tô có quy mô bậc nhất khu vực tại đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Anh này bày tỏ sự thán phục với tốc độ chóng mặt của VinFast khi chỉ một năm sau, 3 mẫu ô tô của hãng đã được ra mắt và nhanh chóng trở thành những chiếc xe bán chạy nhất thị trường. Đặc biệt, năm 2021 là quãng thời gian đáng nhớ của hãng xe này khi chính thức ra mắt bộ 3 xe điện VFE34, VFE35 và E36, trong đó hai mẫu xe VFE35 và E36 hướng tới thị trường quốc tế. Ngoài ra, trang tin nổi tiếng này còn nhận định rằng đây sẽ là bước tiến rất lớn đối với một công ty của Việt Nam, đặc biệt là với sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao như ô tô, điều mà từ trước đến nay người Việt Nam chưa từng làm được. Hiện tại, chính quyền Mỹ đang đầu tư rất lớn về cơ sở hạ tầng lẫn chính sách dành cho xe điện, đặc biệt là kế hoạch 174 tỷ đô la Mỹ để tạo nên cuộc cách mạng xanh tại xứ sở cờ hoa. Tính tới thời điểm này, xe điện chỉ mới chiếm 3% doanh số xe hơi của Mỹ trong nửa đầu năm 2021, trong khi đó tỷ lệ này ở châu Âu là 15% và Trung Quốc là 12%. Điều này cho thấy sức hút của xe điện và độ rộng lớn của thị trường Mỹ hiện nay vẫn còn ở thời điểm sơ khai. Việc VinFast chiến thắng được ở tại thị trường Mỹ là đều có căn cứ cơ sở. Nhà phân tích cấp cao Sandy Fitzpatrick khẳng định, với một thị trường như Mỹ, muốn chiến thắng, VinFast phải thực sự tạo ra được sự khác biệt so với các đối thủ lớn như Tesla hay GM. Theo chuyên gia, điểm khác biệt của VinFast đó chính là nằm ở công nghệ thông minh, bằng chứng là hãng xe của Việt Nam đang hợp tác với các đối tác trên khắp thế giới như Stellantis của Israel để nắm giữ công nghệ sạc siêu nhanh, Prolorium để nghiên cứu sản xuất pin thể rắn với ưu điểm vượt trội so với pin lithium. Về mặt khía cạnh thông minh, cổng thông tin quốc tế về ô tô của Anh Auto Future đã nhắc tới triết lý lấy khách hàng làm trung tâm của hãng xe Việt. Auto Future đã lấy ví dụ về công nghệ trợ lý ảo được phát triển bởi VinFast, có khả năng hiểu được đồng thời nhiều ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Việt Nam. Trợ lý ảo này không những có thể giao tiếp hai chiều, giúp người dùng tìm kiếm thông tin mà còn giúp cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên sở thích, thói quen của chủ xe. Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Vương quốc Anh và nước Cộng hòa Pháp từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021. Ngày hôm qua, 4 tháng 11 năm 2021, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hãng xe Việt Nam VinFast và tập đoàn điện lực hàng đầu của Pháp, viết tắt là EDF, đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Trọng tâm của thỏa thuận nhằm thúc đẩy lắp đặt và vận hành mạng lưới trạm sạc công cộng và các dịch vụ liên quan tại Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch trở thành thương hiệu toàn cầu của hãng xe ô tô Việt. Theo thỏa thuận, VinFast sẽ hợp tác với EDF trong việc cung cấp các giải pháp mạng lưới trạm sạc công cộng, đồng thời thiết kế các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu xe điện VinFast tại Pháp. Với việc thúc đẩy lắp đặt và vận hành cơ sở hạ tầng dành cho xe điện như trạm sạc, VinFast đang tích cực tham gia hiện thực hóa việc sử dụng ô tô điện tại Pháp và châu Âu. Việc hợp tác với tập đoàn điện lực hàng đầu của Pháp EDF thể hiện khát vọng mạnh mẽ đi cùng với chiến lược rõ ràng của VinFast trong việc trở thành một hãng xe lớn trên toàn cầu. Đây cũng là cột mốc quan trọng của VinFast về các khoản đầu tư chiến lược, các hoạt động nghiên cứu và phát triển tiên phong, cùng với các mối quan hệ hợp tác toàn cầu với các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp ô tô và các công ty khởi nghiệp sáng tạo có liên kết với VinFast và Vingroup. Ngày hôm qua, 4 tháng 11 năm 2021, Tota Việt Nam đã chính thức cho ra mắt trực tuyến mẫu xe crossover hạng A Tota J
với tên gọi khác là Daihatsu Rocky, Toyota Jay ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 tại triển lãm ô tô Tokyo, Nhật Bản. Mẫu xe crossover hạng A của thương hiệu Toyota chỉ có một phiên bản duy nhất được phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ được công bố là 527 triệu đồng. Toyota Ray có chiều dài trục cơ sở lớn nhất phân khúc đạt ở mức 2.525mm, hứa hẹn sẽ đem tới không gian nội thất rộng rãi. Mẫu xe này có kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.030mm, 1.710mm, 1.605mm, khoảng sáng gầm đạt 200mm. Các trang bị nổi bật của xe bao gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch, đa dạng kết nối ngoại vi Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dàn âm thanh 6 loa. Xe được trang bị khối động cơ 1.0 lít tăng áp sản sinh ra 98 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm ở những giải vòng tua 4.000 vòng trên phút. Đi kèm với đó là hộp số biến thiên vô cấp hoàn toàn mới DCVT. Trang bị an toàn của Toyota Jay bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau và 6 túi khí an toàn. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm chức năng nổi bật đáng chú ý như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, giúp người lái vận hành trong điều kiện giao thông đông đúc ở tại các thành phố lớn an toàn hơn. Cá nhân mình cho rằng đây có thể coi là một bước đi vô cùng khôn ngoan của Toyota, bởi vì phân khúc crossover hạng Nga hiện nay chỉ có Toyota Ray và Kia Soulnet là tiên phong trong phân khúc này. Giá bán của mẫu xe này mình cho rằng đang ở mức bình dân phổ thông, có thể tiếp cận được đa dạng người tiêu dùng. Ngoài ra, yếu tố xe nhập khẩu cũng là điểm mạnh của mẫu xe này trước các đối thủ. Bên cạnh đó, với khối động cơ 1.0 lít tăng áp sản sinh ra 98 mã lực và một loạt các trang bị tính năng tiện ích giải trí và công nghệ an toàn nổi bật, mẫu xe này đang tỏ ra lấn lướt về mọi mặt so với các đối thủ như Kia Soulnet và kể cả những mẫu xe crossover hạng B như Ford EcoSport, Hyundai Kona và Kia Seltos. Có lẽ đây là một cuộc cách mạng của Toyota ở tại thị trường Việt Nam, lấy lại những gì trong bao nhiêu năm qua từ tay các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 60 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại!